Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh phục thực khách. Chương trình Chinh phục thực khách do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một tuần đã trôi qua, Quốc Khánh rất là vui khi ngày hôm nay lại được có mặt cùng quý vị và các bạn trong gian bếp của chương trình Chinh phục thực khách. Và tất nhiên trong gian bếp này, ngoài Quốc Khánh ra còn có sự xuất hiện của những nhân vật là những vị khách mời cũng như là những vị thực khách vô cùng đặc biệt và dễ thương. Và sau đây xin mời sự xuất hiện của họ. Hey. Ủa? Gì? Chị lại lùn hơn rồi. Chị lại đau rồi. Anh yêu chu đáo. Trời ơi. Cái gì như này là không có điếu. Hôm nay tụi mình trao bằng nhau á. Thực ra là chương trình ngày hôm nay đón chào hai cô gái dễ thương cũng như là hai chàng trai rất là ga lăng. Một tràng pháo tay cho họ. Lâu rồi mới thấy Linh Lê lại ga lăng với phụ nữ như vậy. Sao vậy? Chị là cái gì? Không biết là Linh Lê ít khi nào mà ga lăng với chị trong chương trình này. Sao không? Hôm nay có một cặp đôi mà Linh Lê kêu Linh Lê không phải tấn công một bạn nữ nhưng bình thường như chị tấn công bạn nam được. Vậy hai chị em ghép vô cho nó đúng cấp bộ. Nhưng mà sao hôm nay chị Hoa cao quá, em không quen gì nha. Sao mày mắc bận quá vậy? Mỗi khi chị lộn quá lại cũng nói chị nữa. Nên chị cao cũng nói chị. Em quen khi nhìn xuống kìa. Chúng ta là những vị thực khách chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp quá, quên rồi. Chúng ta nên thể hiện sự chuyên nghiệp chúng ta trước mặt khách hàng. Mời hai bạn hãy tự giới thiệu về mình cho chúng tôi được biết các bạn được không? Dạ. Em chào anh chị. Chào các khán giả của Chinh phục thực khách. Mình là Trung Tính, hiện tại mình đang là diễn viên. Dạ, xin chào các thực khách. Và em là Thu Thảo, hiện tại em đang là MC. Các bạn bình thường, thôi bây giờ hỏi bằng ngữ trước đi. Bình thường là hai bạn mà có đi chơi với nhau á, mà kiểu mà đi chơi theo kiểu mà mình nấu ăn cho nhau ăn á, ở nhà đó, picnic đồ đó, thường thì ai sẽ chuẩn bị đồ ăn? Dạ, thường là bên này. Tính ở bình thường là thật ra thì ngoài đời Khánh với Tính hai anh em cũng hay đi chơi đá banh với nhau, nhưng mà bình thường tiếp xúc với Tính thì anh cũng không nghĩ Tính là một cái người đàn ông mà biết nấu ăn đâu. Đúng rồi, tại anh rủ đi ăn không à, anh đâu kêu đi nấu cho anh ăn đâu. Tại vì anh là thực khách mà anh được ăn không anh, mà em cũng biết nấu nha, có điều là em nấu hơi lâu thôi. Ví dụ anh muốn ăn món gì thì anh đặt từ sáng đi rồi 6 giờ tối anh ăn. Nghe lo anh ha. Anh cũng lo. Dạ. Ê, Kiếm cũng lo luôn. Thì mà anh hỏi thì chí Tính nhà nấu ăn ngon. Ngon nha. Ngon. Sẽ nấu những món phức tạp không? Món gì cũng nấu được luôn, nhưng mà hơi lười thôi. Ví dụ như là một năm nấu chừng một hai lần thôi chứ không nhiều. Ồ, một năm nấu một hai lần. Vậy cũng nấu gì cho nó mệt vậy ta, sao không đặt luôn? Một hai lần thì đâu có kinh nghiệm nhiều. Thôi, không có tin. Cũng không có tin nấu ăn ngon đâu. Tại vì không có thời gian ở nhà nấu, ăn ở ngoài nhiều hơn. Dạ. Nghệ sĩ mà mình đi làm từ sáng đến tối cho nên cũng khó nấu ăn lắm. Nhưng mà để coi hôm nay là chủ đề chương trình như thế nào. Và đây là chủ đề của chương trình. Thì mời hai bạn. Dạ rồi, vậy em mở luôn nha. Dạ. Cá thác lát. Cá thác lát. Thác lát. Đó giờ hai người có bao giờ nấu món ăn về cá thác lát chưa? Dạ có. Có. Có đúng không? Dạ. Chắc tôi nghĩ là món đơn giản là chiên thôi chứ đâu có đi làm cái gì. Không có đâu, em sẽ làm mọi người bất ngờ. Đây đâu, em thử kể tên một món em đã làm từ cá thác lát. Cá thác lát kho cà. Okay. Cá thác lát chiên nước mắm. Lạ chưa? Cá thác kho cà là có cái món mà nhân gian ta hay bán xe ngoài đường, ta gọi là khổ qua cà trứng đó. Ta khổ qua cà ớt anh ơi. Cà ớt hả? Cà ớt. Các bạn đã xem chương trình ở nhà rồi thì, nhưng mà Khánh cũng xin nhắc lại cái thể lệ của chương trình, tức là trước khi các bạn nấu ăn á, chương trình sẽ phát cho các bạn một cái bao thư giống như trang vậy nè. Thì nhiệm vụ các bạn là hãy bỏ vào bao thư một cái tên trong ba cái tên này để làm gì, để cuối chương trình thì số điểm của một trong những thực khách mà các bạn chọn trong cái bao thư đó sẽ được nhân đôi. Dạ. Ok. Các bạn đã sẵn sàng bước vào vòng thi đấu chưa? Em đã sẵn sàng. Các bạn cứ hứa là cho dù có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ chúng ta vẫn tốt đẹp chứ. Dạ em cũng hứa. Em đảm bảo không? Em cũng hứa thôi. Còn tới có hứa thì em không biết. Ok. Vậy thì hôm nay để coi cặp đôi này ở nhà ai là người khéo léo và ai là người nấu ăn ngon cũng như là ai là người biết điều nhất nhé. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy đến với vòng thử thách của chương trình Chinh phục thực khách. Chào quý vị khán giả của Chinh phục thực khách.
Rồi cuối cùng cũng đã tới lượt của mình nấu rồi đây. Để trước khi mình nấu thì mình sẽ chọn một vị giám khảo để đặt niềm tin vào để số điểm của mình có thể được nhân đôi và lật ngược tình thế. Ở đây có hai nam một nữ, mình phải dựa vào linh tính của người phụ nữ giác quan thứ 6. Thôi chắc mình chọn random đi, chọn lại đi ha. Ai cũng được mà. Tại vì mình biết chắc điểm mình sẽ cao mà. Ok. Hồi nãy mới giới thiệu với mọi người là bình thường là ở nhà là Thảo phải nấu khoảng chừng một ngày một buổi mới xong một món, thì ngày hôm nay sẽ cố gắng là đẩy nhanh tiến độ hơn, hy vọng là sẽ kịp lúc. Bây giờ thì mình sẽ tắt nhỏ tất cả các nguyên liệu và mình sẽ trộn lại với chào nhau. Chào em. Chào anh. Em hồi nãy tính nói nhỏ với anh là có lần em nấu một buổi trưa mà 6 tiếng đồng hồ hả? Thật ra là tại vì hôm đó tính yêu cầu một cái món rất là khó anh. Yêu cầu món cái gì mà thịt kho nước dừa nước ơ gì đó thì phải ninh cho nó sôi rồi ninh cho nó sắc lại nên mình phải cần thời gian đó. Hôm nay em nấu món gì? Hôm nay em có nấu món thịt kho nước dừa đó không? Dạ không. Hôm nay em sẽ nấu một cái món mà gọi có cái tên đó là chúng ta sẽ lấy cá thác lát, xong chúng ta nhồi vô trái cà, xong chúng ta sẽ trộn tất cả những cái nguyên liệu lại với nhau. Bình thường em nấu ăn em nêm nếm là em nêm nếm theo cái định lượng mà em đã nhắm chừng hay là em nấu thêm cái cảm giác của em? Nhắm chừng với cảm giác là nó là một quá anh. Không, ý là cái ha. Ý là em có một cái cho gia vị theo quán tính hay là em cho theo quán tính? Dạ thiệt ra là mình cũng không có cân con đo gì cho được á. Thôi nói vậy là anh hiểu rồi. Nên tùy theo tâm trạng á anh. Vậy thì vui không? Dạ em thấy cũng vui. À, vui là ổn ổn. Nhưng mà tôi thấy làm rất rẻ lắm nha. Đúng rồi. Không có lụp chụp. Trời ơi, em nói rồi, nhà em là chuyên nghiệp lắm, em biết nấu ăn từ năm lớp 4 rồi mà. Lớp 4 rồi. Dạ. Nấu gì lớp 4 nè? Nấu mì chị. Nấu mì, dạ, hay ta. Đa số khách mời tới đây nếu mình biết nấu ăn toàn nấu mì với lại chiên trứng luôn ha. Mà kêu biết nấu ăn rồi nha, vậy là biết rồi. Biết chứ chị, trời ơi. Đâu phải ai cũng biết nấu mì đó. Thôi để cho bé tập trung làm đi ha. Tính ra dạ. Tính vô đây phụ em. Thấy em rất rẻ quá, không được. Thấy em làm hay quá, còn nhanh hơn tụi chị làm mà chị không. Em làm giỏi hơn như Hoa đó. Nhưng mà em là một người hiểu tính như vậy thì anh đố em là em đoán thử coi là bên bệnh là tính sẽ nấu món gì. Tính là một cái người phải nói là khá là trung thành với những cái sự lựa chọn của mình. Em đánh giá wow. Nên em đánh giá là ngày hôm nay chắc cũng không có sáng tạo gì lắm đâu. Làm mấy món đưa sang một mạc, ví dụ như chiên chiên vậy thôi. Nên với cái món của em chắc chắn là thắng rồi. Ồ, nó bình thường quá ha. Đúng rồi, bình thường. Để qua bên đó kiểm tra còn phải không? Dạ. Cái gì gọi okay. Thông báo với em. Nhớ nha. Làm nha, okay. Chị thấy em có tiềm năng. Có không. Ủa? Tâm trạng tốt lên nha em, để món ăn nó ngon nha. Dạ rồi, ok. Chúc anh chị may mắn của chương trình khi thử món tụi em. Hey. An toàn vệ sinh thực phẩm đặt lên hàng đầu nhé các bạn ơi. Đeo bao. Ủa trời anh không lẽ vậy? Rồi. Anh có trông chờ vô món ăn của em không? Tại vì em biết sao không? Anh với lại mọi người mới qua kia thì thấy thấy gì nè? Người bạn thân của em đó. Sao? Bạn nói là em sẽ nấu những món đơn giản lắm. Kiểu như là cá thác lát thì bạn nó nghĩ là em nấu là tầm chả cá chiên là cùng. Quết giùm. Hả? Anh nói là miệng mà, anh đâu có làm bằng tay đâu đúng không? Không, mình sẽ sơ chế. Ôi mà đó giờ em có làm món này bao giờ chưa? Món này là em mới chế ra luôn á. Dạ, em chỉ có ai quết chả cá bằng đũa chưa? Hả? Ở nhà em quết chả cá bằng đũa mà anh sao vậy? Anh không có nấu ăn hả? Chả cá mà em có bằng đũa đâu, nó bị nát, không có dai. Bây giờ nó không có cái muỗng ở đây thì em phải quết bằng đũa thôi à? Có muỗng mà. Trời ơi, chương trình tôi bây giờ, trời ơi, chương trình tôi là cái gian bếp hiện đại mà. Em nói gì vậy mà không có đũa muỗng được. Có cái bếp bếp anh quen thuộc, anh kiếm giùm em đi. Nè, cái muỗng này là cái gì? Cái đó là cái muỗng, cái đó là cái muôi. Cha này khách là phụ là trừ 50 số điểm nha. Ủa trừ hả chị? Thôi trả lại anh, trả giùm anh, trả. Không, trả. Em đâu biết trừ 50 số điểm đâu, em nhờ anh. Đó cứ để đó. Là hôm nay em sẽ nấu món canh chua đúng không? Canh chua cá thác lát. Canh chua thì đúng là cái món thường xuyên chúng ta hay ăn rồi. Nhưng mà để mà nấu một món canh chua ngon thì nó không có bình thường nha. Chính xác, nêm canh chua rất khó nha. Chị nêm không có lần nào, nó giống lần nào hết. Em nêm canh chua ok lắm luôn á. Ê, nêm canh chua ok là rất là hay nha. Mà mấy anh chị thường nêm canh chua nêm theo công thức gì?
À, anh gợi ý với em nhỏ thôi là anh là người miền Tây á, nên em nêm canh chua sao mà em lấy điểm từ anh á. Đối với Khánh sao anh không biết, nhưng mà đối với Hoa thì anh gợi ý cho em cái là em phải nêm sao cho nó mặn giống như Hoa vậy đó. Ủa vậy giờ rồi một cái nồi canh mà làm sao em có thể vậy mới là khó. Bây giờ đơn giản thôi. Linh Lê thích ăn ngọt. Ừ. Hoa thì bị tiểu đường. Hả? Đúng rồi. Khó vậy? Chị đang là mém mém Khánh, ngưỡng cửa tiểu đường. Khánh thì lớn lớn là lợ. Em nấu ba nồi cho. Ok, vậy hôm nay em sẽ nêm cái nồi canh chua này theo công thức của tổ tiên. Theo công thức của tổ tiên. Mình cứ nêm đi, mình cứ cho gia vị vào. Khi nào mà tổ tiên kêu dừng thì mình dừng. Đó, công thức tổ tiên là vậy đó anh. Vậy thì em nấu này xong là em phải nấu một cái nước mắm cho nồi cơm hả? Cái tổ cá kho nữa. Ủa? 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 Nhưng mà chủ đề mình hôm nay là cá thác lát mà. Cá thác lát. Nhưng mà đảo canh chua tất nhiên phải có nồi cá kho chính xác. Không. Xíu lòng có cá kho thì trừ điểm tôi nói trước. Xíu lòng có cá kho thì trừ điểm tôi nói trước. Cho thêm chén cơm nữa đằng tụi anh ăn cơm trong phòng luôn. Và có chén nước mắm nha. Rồi canh chua ở trên. Có tỏi xay, có tỏi xay. Canh chua cá kho, nếu như mà được, anh nói nếu như mà được thì đậu que xào thịt bò. Không được, không được, em nghĩ là không được. Em nghĩ là không được. Một tí là thành bàn tiệc luôn rồi. Trời đất ơi, em đâu có nấu đám cưới đâu mà mọi người yêu cầu. Sao nhỏ như nhỏ nấu đám cưới vậy? Yêu cầu mấy cái món khó dữ vậy? Để coi nguyên liệu của em hôm nay chuẩn bị nha. Em nấu canh chua đúng không? Dạ đúng vậy. Thiếu. Thiếu gì anh nói đi. Đoán đi. Thường á, nấu canh chua á thì ở dưới quê Linh sẽ nấu cơm mẻ nè, đúng me vậy. Nè chanh nè, nhưng thiếu mà lần đầu tiên thấy lấy em nói thiếu một cái, bận thiếu một cái. À cái gì? Cái gì vậy? Thơm. Thơm cái đó là chỉ là một cái nguyên liệu thôi. Dạ. Cái vị chua nó là từ me nè. Nhưng mà chị không có bảo gì đó. Cái đó là nguyên liệu, còn cái cốt của nó kìa. Thôi thôi thôi, hai người chị đi ra đây cãi với tôi, chị đi ra đây cãi với tôi nè. Có cái đó chứ không có me gì. Tôi nấm me với lại anh có thể ra nói với hai anh chị đó là em nấu canh chua tắc được không? Trời ơi, hai người cãi lộn mà em không chen vô giữa được luôn á. Trong khi người ta đang cắt tắc. Canh chua tắc. À ê, món này lạ nha. Nó phải độc lạ vậy chứ. Nhiều lúc không có thơm, nó có cái mùi tắc thì nó sẽ đặc trưng hơn đó nha. Đúng rồi, nó rất là lạ, nó lạ là ở chỗ đó đó. Ok ok ok, mong chờ nha, cố lên, cố lên. Chờ nha, chờ nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và đây là phần mini game, phần mà chúng tôi không trông chờ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Nếu như ai thắng sẽ là người giành quyền xếp thứ tự thưởng thức món ăn. Trò chơi đơn giản thôi. Chương trình sẽ cho câu hỏi, chúng ta trả lời. Chủ đề là những loại trái cây. Rớt rồi, trái cây này cũng đi chùm nè. Không, em trái cây em không dữ lắm. Em biết tỉnh thôi, em biết trái cây. Chơi, 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 chơi. Ok, rồi, chơi, bắt đầu. Lên. Dễ. Lên coi. Trái thị. Quê. Lên. Dưa hấu. Âm. Ủa. Anh. Cái mít. Linh, chôm chôm. Linh, trái đu đủ. Hoa, trái thơm. Hoa, trái dừa. Riêng đi. Trời đất mẹ ơi. Tôi cũng tính nói á. Thôi đợi đi Hoa. Biết ra chỉ là sầu riêng. Cái mảng cầu á. Ủa tôi có chơi game này không ta? Chiến thắng chung cuộc thuộc về Ngọc Hoa, xin chúc mừng.
Và sau đây là sự trở lại của hai vị khách mời. Nước soi, nước soi, nước soi, nước soi, nước soi. Wow. Và lúc nãy thì chơi game thì Ngọc Hoa là người chiến thắng, cho nên thử thách Ngọc Hoa sẽ có quyền lựa chọn là thứ tự thưởng thức món ăn. Mỗi lần đó chị nhìn hình thức trước, dạ. Chị sẽ coi coi mình có dám ăn trước hay không ăn trước, nên chị nhìn thấy ngon chị ăn trước. Dạ. Mời chị. Tại chị Hoa dài quá, để một lấy tới. À, đúng chưa? Chị. Sao? Chúc chị may mắn hả? Dạ. May mắn chưa? Chị đang thấy ngon luôn á, trời ơi, bé này. Ngon hả chị? Ngon. Chị đang nhìn em. Phải chấm cả em rồi. Đó, như là hai đứa ăn rồi. Hai chị. Nhăn rồi. Chị nhăn một miếng nữa đi. Cái hoàn cảnh này quen thuộc kìa, em thấy tập nào cũng vậy luôn trơn á. Ý là ăn hết 3 miếng cho no luôn rồi. Mắc gì được. Buông bỏ đi. Mắc gì buông. Mỗi lần mấy đứa có nhường cho chị đâu. Có, em hay nhường chị lắm á. Có không? Có. Ra sắp có con người ta làm chuyện tốt quá trời. Không có. Nhìn chị tôi ăn ngon như đi ăn tiệc vậy mọi người. Thôi chắc cái này dùng cho Linh đi. Để Linh chị Khánh ăn thử. Không, dùng cho em mà. Ủa vậy? Linh à. Chị thương Linh hơn. Mà Linh nó hay đá chị lắm. Hay đá được. Sao vậy? Bây giờ kiếm cho cái nĩa với lại cái dao đi cho Khánh cắt cho Linh nè. Ăn hết cho chị, không có chừa ai hết á. Khánh à. Thôi chút xíu thiệt chị. Vậy là đều dữ chưa? Để người ta lại đẹp rồi nặng. Chuyên gia gì đi. Phút này tôi hèn lắm. Dành tặng cho bạn. Ok, cảm ơn Khánh nhiều nha. Em ăn một cách là hàm hồ vậy. Em sợ Khánh đổi ý á. Nước to rồi. Hào Quang tỏa sáng không anh? Chân lý chưa anh? Chân ái chưa? Món này có nhiều cái để nói lắm. Mình ướt qua đi. Nhìn dĩa là có vẻ như là ăn ngon lắm á. Nhìn bây giờ chúng ta phải ăn món canh của Tính để mà món sẽ nguội. Dạ, canh dạ, trước khi ba vị thực khách ăn thì cho phép em trình bày về cái món ăn của em. Dạ, cái món súp của em thì em được đặt tên là cá thác lát cạo gió. Cá thác lát cạo gió. Dạ, cá thác lát cạo gió là em lấy cảm hứng từ cái động tác mà mình cạo thác lát đó là giống như cạo gió đó. Cái mình... này là ăn chỉ nhất mình nhất mẩy. Đúng rồi, đó, này là canh chua cá thác lát. Đó, mình cạo gió mình giải cảm được thì ăn canh chua cũng giải cảm được. Bởi vậy mới là cá thác lát cạo gió. Tên hay. Súp cạo gió. Ăn gì hấp dẫn nha. Mong chị ăn xong không mình phải cạo gió. Thơm nha. Em dặn miếng tỏi vô mà sống thơm. Cái này thơm là quá chơi nghe. Thay vì thường thường canh chua người ta sử dụng mẻ hay là me thì tính. Ồ, đang thấy tắt. Tắt còn cái mùi nó có giống như me mình ăn không? Hồi nãy chị nói là nêm canh chua khó đúng không? Có vừa vị chị không? Hoa là dễ bí hiểm quá. Có vẻ hơi nhăn đôi hàng chân mày lại nha. Ổn không chị? Tò mò quá. Em có chuẩn bị một cậu gió nhắc thôi rồi. Thôi cho Linh đi. Cho Linh nè, Linh ăn thử cho Linh tò mò quá Linh. Hồi quá, hồi hộp quá. Bây giờ miếng cá khác luôn nha. Chỉ có những cái tiếng nhai thôi. Không có ai phản hồi gì cả. Khi mà ăn vô cái đầu tiên là mình rất là trông chờ cái mùi tắc. Nhưng mà cái mùi tắc nó cũng chỉ nhẹ thôi. Nó thoảng thoảng thôi. Không nghe mùi tắc, chị không nghe mùi tắc luôn. Chị thấy cái chua của cà chua. Thêm mùi tắc nữa thì nó ok hơn. Nhưng mà cái mùi thanh này vẫn ok. Cái mùi thanh này nó cho cảm giác là nếu như mà biết là canh chua tắc thì mình ăn rồi mình sẽ thấy nó thoảng thoảng cái mùi tắc ở trong đây. Còn nếu như mình không biết canh chua tắc thì mình ăn mình sẽ anh ăn mà giống như anh nếm bằng vị tinh thần quen biết nhau vậy. Không hề. Đây tôi nhận xét của người không quen biết nè. Người bạn mới quen nè, là cái vị canh chua này nó hợp gì với anh, tại vì
anh thích cái vị của anh vị miền Tây mà. Anh thích nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó lớ lớ lợ lợ vậy á. Với lại em rất là tinh tế là em có để thêm tỏi phi lên á, nó dậy lên cái mùi chanh chua lên. Đối với chị nha, miếng chả cá nó hơi bị bở. Đúng. Nó không có một độ dai nào luôn á em. Cạo gió mất hết gió. Mất gió, mất dai, mất hết luôn. Phải có một chút gió trong người, nó nhức mình, nhức mẩy, nó dai. Nó không còn một miếng gió luôn. Mà của em dai không? Em hồi nãy em quét dữ lắm á. Của em đấm móc cho nó dữ lắm á. Của em là bị những cái cái gì nó lắng ngáp á. Những cái nước dầu á nó len lỏi vô. Nó đúng, đúng. Anh bỏ một cái miếng cà chua vô, anh ăn vô anh thấy giống như là cà chua này không phải là chiên mà là ngâm dầu vô. Giống như là em cà chua xối mỡ. Đúng rồi. Còn tôi thì cảm nhận được giống như miếng cà chua với miếng khác lát nó bị cháy á. Bị áp chảo xong nó bị cháy phừng lên á. Không, chị thích cái kiểu cháy xém như vậy. Tự chị thích thôi. Nó hơi bị dầu. Với lại nếu như mà món này là em cho nó một cái loại nước sốt nào đó. Nước súp hay là nước sốt cà hay là cái gì đó. Tại vì không có nước sốt cho nên là cái dầu nó áo quanh cái đó vẫn còn nguyên. Và khi mình ăn là mình sẽ nếm được rõ luôn cái vị dầu. Thì hai bạn nấu món ăn rất là ngon. Tôi nhìn là tôi thấy rõ ràng là tôi hiểu là nhà ai nấu ăn nhiều hơn. Thật sự thì thấy hai món vẫn hợp với nhau. Chứ có chén cơm là một bữa ăn gia đình vẫn hợp với nhau. Rồi bây giờ là tới giây phút cho điểm. Thì món ăn của Thảo trước đi. Thì chị trước cho. Rồi chị trước. Thì chị ăn nhiều nhất mà. Tại chị không thích cái miếng cà nó hơi bị bở chứ thôi. Nó hơi dầu thôi. Chứ chị thích cái phần cá lát cá trong. Chị thích nó cháy xém như vậy là nó ngon. Chứ đừng có trắng nhách. Cái gì cũng phải một cái lớp áo màu cánh gián lên trên thì nó ngon hẳn. Chị tặng cho Thảo 8.5. Anh cho em 8.78. Là cao dữ luôn anh. Cao dữ. Có làm tròn không anh? Mình có làm tròn không? Không được. Không được. Không được. Không phải luôn. Ok. 28 là thương lắm á. Còn anh thì cho Thảo 9 điểm. Tại vì anh thích cái phong cách làm bếp của Thảo. Và tổng số điểm của em là 26.28 điểm. Chúc mừng em. Tính nè. Tính với tô canh chua cạo gió. Dạ. Cá thái lát cạo gió. Cá thái lát cạo gió thì cho này 8 điểm. Trời ơi. Thiệt, công tâm đúng không em? Cho dù cái nước tâm. Nó ngon lắm nhưng mà cái chả cá nó không dai. Chị thấy mất tinh thần. Chị muốn có một sự gió trong người không? Gió gió trong người. Chị muốn có một cái sự mình mà mình nhất mình nhất mãi. Mà mình bầm mãi. Món ăn tính hôm nay nấu ăn ngon. Nhưng nước mà ngon. Lần gần đây đá banh nhất thì em ghen anh nhiều lắm nha, kiến to 4-5 bàn nha. Lần gần đây nhất thì đội của em với đội anh nó khác nhau. Mà đội em anh cảm thấy là cái trận hôm đó thắng đội anh hơi nhiều. Anh cũng hơi buồn nhưng mà lúc anh không nói ra. Dạ. Hôm nay anh nói ra. Hôm nay anh nói ra là mong là em hiểu mốt em đá với đội anh em đá bớt là đá biết điểm. Thôi đi mình chấm hôm điểm công tâm đi. Cho em 8.3 coi như là cảnh cáo. Cái miệng này nó là công tâm nha bạn. Trời ơi. Chủ đề chả cá mà nấu gì cũng ổn. Còn riêng anh thì anh sẽ cho tính 9.5. Wow. Có gì với anh tôi ơi. Rồi nói chung là một cái cuộc thi rất công bằng, không có gì bất ổn ở đây hết. Và tổng số điểm của Trung tính đó là 25.8 điểm. Thấp hơn một tí xíu thôi. Tí xíu để thôi. Để coi ai là người rửa chén. Bây giờ mời hai bạn đầu tiên là tính đi. Mở cái bao thư ra để xem tính chọn ai để được những đôi số điểm. Mong là em sẽ chọn anh à. Dạ, thực ra là hồi nãy em rất là tự tin vào cái khả năng nấu nướng của em cho nên em đã chọn random, là chọn ngẫu nhiên. Cho nên là em cũng chưa biết ai trong em này. Em cầu mong là chọn với Linh là được 9.5. Mọi người biết rồi, biết ai rồi, tôi thấy ai, biết ai rồi. Thấy có tóc rồi. Biết ai rồi. Thấy có tóc là hiểu rồi. Dạ, với cái kết quả này thì đổi được không, đổi không? Những cái trận banh sắp tới thì chắc là em sẽ đá hết sức mình ha. Những trận banh sắp tới tôi không đá. Để coi làm sao thắng được tôi. Và sau khi chọn Quốc Khánh 8.3 điểm được nhân đôi thì tổng số điểm của Trung tính là 34.1 điểm. Dạ em đang thắng mà vậy thôi em cất luôn đi cho đỡ mít lòng. Nhưng mà em chọn ai? Em mở ra tụi chị mới là có cái oai em hiểu không? Đúng không? Giống như bên đây là chọn Khánh rồi mà bên đây em chọn Hoa nữa thì do đây có một người buồn. Đúng rồi. Đó là cần cái sự đó trong em thấy hai người buồn lẫn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mà hả chị chấp nhận cái vấn đề để cho một đứa random với đứa chọn Khánh. Khánh có thân với em nãy giờ đâu. Chị là người bên món này. Chị không phải là người buồn nhất đâu. Chị nên giữ lên chị. Tại vì á em đi đá banh có mấy lần là em đi đá banh em đi theo. Có mấy lần là em gặp anh Khánh ngoài sân banh, em thấy anh dễ thương vậy mà. Sau cái phần mà chơi là em cần anh đọc tổng số điểm của
Dạ dạ không đâu anh, dạ. À dạ. Vậy thì tôi xin giữ thể diện lại cho bạn Trung Tính thì xin thông báo là ngày hôm nay người chiến thắng đó là cô gái xinh đẹp. Đây. Như thường lệ, người chiến thắng của chương trình sẽ nhận được một chiếc cúp đến từ vị thực khách của chúng tôi. Thôi bạn trao luôn đi chứ đâu ai chọn tôi mà đưa trao. Sức lực mà trao. Hơn mát qua đây anh trao cho em. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ba thực khách ạ. À. Chúc mừng em à. Giỏi. Dạ là giỏi nữa chưa ạ? Đúng rồi. Em nấu món này là em có nghĩ là em sẽ là người chiến thắng không? Dạ có chứ, trời ơi em. Chưa suy nghĩ luôn á. Còn anh là không tin được rồi, món này chiến thắng luôn. Không, anh nói khác, anh nói khác. Trời, anh vậy luôn. Tại vì cái món này thắng nhờ lòng thù hận của anh. Không tin cái cà mà tắm dầu cái thắng. Giờ thắng rồi đó, chịu cũng chịu thôi. Dạ thực ra em cũng cảm ơn ba vị giám khảo đã giúp em gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hiểu mà. Nhưng mà hôm nay tới chương trình vui đúng không? Dạ vui. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay rất là nhiều đã đến đây và nấu ăn hết mình cũng như là mang rất là nhiều tiếng cười đến cho các vị thực khách của chúng tôi ngày hôm nay. Mong chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau nữa, mình rất là muốn ăn món ăn lại Trung Tính cũng như là mong lần sau có gặp lại thì Thảo sẽ nấu ăn ngon hơn nha. Lần sau em sẽ lựa một cái nguyên liệu khác tắm dầu để cho mọi người ăn nha. Ok, nói tóm lại là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình rất nhiều. Dạ cảm ơn anh chị. Chương trình chinh phục thực khách do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện đến đây đã đến lúc kết thúc rồi. Chia tay quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình chinh phục thực khách. Chương trình mới gọi em nói lên cuối chương trình chứ mọi người quay nãy giờ cũng 3 tiếng rồi chưa xong cái chào đầu. Hai khách mời ra phải thì đó nữ thì chết rồi nữ vô là hả này nó bứng loạn nữa rồi. Không bứng loạn, chỉ có Linh Lê bứng loạn thôi. Chiều nay khách mời là ai vậy? Em Mai Nhất Khanh. Ủa rồi biết nấu ăn không? Ở trường của em nhất đó là canh cà chua nấu với trứng. Cũng là trứng á chị ơi, cũng là trứng. Không, nhưng mà có cà chua thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Ra cái món nó nấu cũng không có khó lắm đâu mọi người. Mình chỉ cần đập trứng vô xong mình đợi nước sôi, mình bỏ cà chua vô là ok. Mình nêm nếm cái kiểu này nọ là được.